cả nhà. Đây là cả nhà, ở đây là cái này là tờ trong tờ 200.000 là cái đỉnh Thương Hương này nè. Đó, cái tờ 200.000 có cái có đó. Tờ 200.000 là nó có cái hình đó đó, cái hình đỉnh Thương Hương này nè. Đây 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 đây. Nhà ngay cả nhà. Đây. Đó. Rồi, đây cả nhà ơi. Rồi, rồi chụp được rồi. Đây. Ôi chụp 200 mình kết coi. Cái này từ hồi cha sanh mẹ đẻ trong bụng trong đái trong ở chuồng trần mới thấy cái cảnh này nè. Đúng. Đây. Thấy hùng vĩ không? Quá hùng vĩ. Rồi, okay. Mình hung nhau quá coi. Hung quậy mẹ bà không ăn à. Không có làm ăn gì được hết hung. Đi trở lại giờ làm. Đi đi. Ai chụp cái kiểu đây nè. Chả xé. Anh Phúc. Kêu em chụp đi. Anh đâu có thấy sao đâu. Đây thấy mà. 1 2 đó lả lơi vậy đó. Rồi. Coi chừng té cái chị dâu. Đây. Đây không cả nhà. Đi vô. Đây là kỳ quan thiên nhiên của thế giới đây. Đi vô trong hai đứa đứng trên cái nguy hiểm có đi vào phải không? Kỳ nguyên kỳ quan thiên nhiên. Mẹ cái núi giới, kia nó cũng biết sao. Đó là những cái lỗ mình có thể bơi thuyền vô để tham quan ở trong đó đó bà con cả nhà. Không có được, nó dốc. Nó dốc người ta tự thiệt à. Có chừng rớt cái đôi dài dầu chết luôn á. Đây nè, quả ngắn á. Dâu ơi. Máy kìa, trước mặt mình không trong máy kìa. Đây. Rồi, nhìn kìa, không máy bên tay phải kìa. Gà trống gà mái đó hả? Đi kìa. Em chẳng nhìn ra là gì cả. Em không định hình được con gà trống gà mái. Ra đây ra cửa biển rồi đấy. Ủa ra cửa biển hả? Đại dương đi. Cái này chụp lẻ đi nè, không được xác nè. Nè chị dâu, chị dâu. Trời ơi, tấm này chị dâu giống như hàng gió đá. Rồi nè. Anh Anh ơi. Rồi nè, quay chú Tùng nè. Chị dâu quay qua đây luôn chị dâu. Ngồi xuống đây. Không. Nè. Không thấy mặt cãi. Rồi. Rồi. Nè, cái nhím nè. Cái đó là người ta đang thả lưới dưới đó con. Dạ, lưới người ta biết rồi. Nhím ơi, không có thấy quần trong đâu sợ. Rồi. Quá trời luôn này trên. Mẹ con mặc áo cho mẹ mày ghê quá nha. Con có cần không? Giờ mình đi đâu anh Phúc, qua tới bên kia luôn hả anh? Đi qua coi hàng trong máy kìa. Hàng trong máy nè, nhìn thấy không? Cái mặt mình đó. Đẹp ghê, lần này đi đây đi ngang qua kìa. Rồi, đẹp không cả nhà? Đi ngang qua kìa. Rồi, bye bye nha. Bye bye.